giữa Kinh Thánh và đức tin của chúng ta. Chúng ta thấy cái check nằm giữa không? Có những lúc chúng ta không nghe tiếng Chúa bởi ở trên để chữ evidence we ignore. Có những bằng chứng trong hiện tại, trong cuộc sống chúng ta sống có cái bằng chứng của lời của Ngài. Tại vì chúng ta nhiều người nói ồ đừng theo phép lạ, đừng theo những cái điều này kia nữa. Đúng, có những điều nó giả, có những điều thật. Làm sao chúng ta biết điều thật là giả? Thành ra nhiều người cứ nghiêng qua một bên rồi chúng ta sẽ không nghe tiếng Chúa. Hãy biết rằng lời của Đức Chúa Trời có bằng chứng để chúng ta nghe được tiếng Chúa. Mà trong cái bằng chứng đó chúng ta phải tin. Niềm tin của chúng ta phải xác quyết. Đừng tin khi một người nói như thế này thì chúng ta nghiêng đây, người nói qua thế kia chúng ta nghiêng qua kia. Cho nên tôi khuyên một số người á, lên online nghe những người giảng ở trên đó đó, những người giảng chúng ta phải coi cái background của họ cẩn thận. Bởi vì tôi không có nói mọi người điều xấu, nhưng mà có những cái mà họ làm trên online á, là cái mục đích như gì? Online họ upload trên đó để được nhiều người view. Mà họ nói những cái điều đó để cho người ta có một hiếu kỳ, người ta chạy theo. Cho nên chúng ta thấy những người nhiều view chưa chắc người đó được thuộc linh mạnh mẽ đâu. Hãy xem những gì Kinh Thánh viết thì chúng ta mới xác định rõ. Trong hội thánh tại Antioch có các nhà tiên tri và giáo sư Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Syrian, Menahem là em nuôi vua Herod và Saul. Đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán: hãy biệt riêng Barnabas và Saul cho công tác ta để kêu gọi họ. Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và sai đi. Most phần đông chúng ta nghe tiếng Chúa là trong lúc thờ phượng và kiêng ăn. Hai cái đó, trong lúc thờ phượng và kiêng ăn, đó là nghe tiếng Chúa. Sự chúng ta đây là cái bắt đầu mà chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, chúng ta phải có cái sự thờ phượng của Ngài. Thờ phượng như thế nào mỗi ngày? Thờ phượng không phải ngày những Chủ nhật thôi. Mỗi ngày chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Nhiều người nói tôi ca ngợi Chúa mỗi sáng. Đúng, không sai. Tôi cầu nguyện với Chúa, không sai. Thờ phượng Chúa là cái đời sống của mình giống như Chúa sử dụng mình bất cứ nơi nào. Đó là sự thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là chúng ta tôn trọng Chúa. Chúng ta tôn trọng Chúa là chúng ta đặt Chúa trên hết. Mà khi Chúa làm điều gì, Chúa thấy chúng ta như thế nào đó, là đó là chúng ta thờ phượng Chúa. Dẫu chúng ta đi làm, đi học hay tất cả những việc trên cuộc sống này, hay đối xử với người nào đó, đó là chúng ta thờ phượng Chúa. Tại khi chúng ta nghĩ đến Chúa là tiếng Chúa sẽ phán qua điều đó. Còn chúng ta nói bây giờ chỉ là công việc làm thôi, đây là chỉ đi học thôi, đây là một đối tác tôi làm thương mại thôi, một chút nữa rồi tôi Chủ nhật rồi tôi đến với Chúa, tôi gặp Chúa, còn với bây giờ tôi chỉ làm thương mại thôi. Không, đối với Chúa cái sự thờ phượng của Ngài á, là Ngài có khắp mọi nơi và Ngài hiện diện trong lúc chúng ta đang có những cái điều mà chúng ta cần quyết định. Tại mỗi quyết định trong cuộc sống chúng ta mà chính mình mà quyết định nó coi chừng sai đó nha. Thành ra khi mà chúng ta đến đây hội thánh mà ngồi đây mà nghe tôi giảng á, về nhà coi chừng có chuyện hết. Tại vì nhiều khi á, chúng ta không nghe thì về nhà Chúa nói hồi nãy ta có nói con rồi đó, nhưng mà tại con không nghe cho nên về nhà nó có vấn đề. Tối này tôi không nói ai nghe được, giờ về sợ nghe. Tại những cái việc mà tôi nói không phải là chuyện linh thiêng. Cái việc tôi nói là Chúa muốn phát ra cái gì thì Chúa phát thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó nó ảnh hưởng cái đời sống chúng ta như thế nào, đối với chúng ta suy nghĩ như thế nào. So bây giờ á, bước đầu tiên Chúa kêu gọi chúng ta, kêu gọi tất cả mọi chúng ta tại đây, là Chúa muốn biệt riêng chúng ta. Một khi chúng ta nói con thuộc về Chúa là con biệt riêng cho Ngài. Biệt riêng ra Chúa làm gì? Thứ nhất là chúng ta được Chúa gọi. Phao là sứ đồ không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Chúa gọi sứ đồ Phao-lô để làm gì? Mục đích của Ngài mà Ngài muốn biệt riêng cho ông với Barnabas. Bây giờ Chúa gọi chúng ta để làm gì? Để nghe tiếng Ngài. Phao-lô mà không nghe tiếng Ngài thì chắc chắn ông sẽ đi sai. Tại ông sẽ sắp sửa đối diện trong công vụ cái sứ đồ đoàn đó, đó là ông đang đối diện tiên tri giả. Mà khi ông đến thành Antioch, nhà hội thánh Antioch, là chúng ta biết là lúc bấy giờ là chuyện sắp sửa xảy ra rất là lớn. Bởi vì cái người thống đốc ở đó đó, họ đang tìm cách để chống Phao-lô, để cho người ta không tin. Thí dụ như chúng ta đời sống chúng ta muốn đến làm chứng với ai đó, thì có người nào đó làm điều gì khiến cái người đó không thể tin Chúa được.
nó phá trước. Đây là cái cuộc sống chúng ta. Chúng ta đôi khi Chúa muốn kêu gọi chúng ta, chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta muốn nói về phúc âm của Ngài, muốn nói về tình yêu thương của Ngài. Nhưng mà khi mà đến đó đó, nó bị một cái sự cản trở rất là lớn mà sứ đồ Phaolô đã bị cái đó. Chính Barnaba và Phaolô đến đó. Trong công vụ sứ đồ đoạn 13, chúng ta về đọc lại. Nhớ bữa nay tôi tập trung công vụ các sứ đồ đoạn 13, nhớ về nhà là Kinh Thánh đã đọc. Chúng ta thấy khi mà Chúa gọi chúng ta đó, có ba mục đích. Thứ nhất là củng cố đức tin chúng ta. Bây giờ thí dụ khi Chúa gọi chúng ta, Chúa nói chúng ta hãy củng cố đức tin mình. Đức tin mình để làm gì? Bây giờ khi mà nói về đức tin đó, thì Chúa gọi con, bây giờ con mới tin Chúa thôi, làm sao con có củng cố đức tin được, phải không? Thí dụ mình mới tin Chúa bây giờ báp têm thôi, Chúa gọi mình, Chúa nói con bây giờ con phải làm chứng cho người chung quanh chúng con. Thì chúng con nói, bây giờ con đâu có biết gì đâu, con làm chứng. So, cái bước thứ nhất á, thì không có thể là mạnh mẽ đức tin được đến khi chúng ta xác nhận qua những người chung quanh chúng ta. Những người chung quanh chúng ta có thể họ ảnh hưởng mình, họ giúp mình. Thí dụ mình đến ai đó, mình nói chuyện với người nào đó, người chung quanh mình tự nhiên họ giúp mình. Từ xưa giờ những cái người nào đó tự nhiên họ xa lánh mình, bây giờ những người đó lại gần mình hơn rồi. Và thứ ba đó, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau trong thân thể Đấng Christ. So, trong ba điểm này để chúng ta biết là Chúa kêu gọi mình. Thứ nhất, Chúa kêu gọi mình để mình củng cố đức tin mình. Đức tin của mình á là phải được vững mạnh. Rồi khi vững mạnh thì chúng ta mới biết được đây là những người chung quanh chúng ta confirm. Họ nói là đó chính là cái việc đó cần xảy ra, họ giúp đỡ. Và cái thứ ba là gì? Phụ thuộc lẫn nhau. Khi phụ thuộc lẫn nhau thì chúng ta mới chạy lâu bền được. Giống như tôi cũng phụ thuộc lẫn nhau, cần người này làm ngày, cần người kia, dẫu cái USB nó không transfer qua, cái file nó không transfer qua, nhưng mà vẫn phụ thuộc lẫn nhau để chúng ta thực hiện. Đó là điểm thứ nhất, kêu gọi. Trong Kinh Thánh, khi hồi nãy đã đọc xong cái này rồi, Phaolô là một sứ đồ, không phải đến gì từ loài người. Chúa kêu gọi chúng ta. Thí dụ tôi nói ok, người này đi làm này, người này làm người này, người này làm này, phải con người gọi không? Có con người gọi, nhưng mà chúng ta làm việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm việc của Đức Chúa Trời. Dẫu thí dụ tôi nói sáng hôm nay tôi cần một người rước ai đó đó, thì tôi nghĩ là tôi là cứu, nhưng mà người đi rước á là cái người đó được Đức Chúa Trời sai phái. Tại vì nếu mà Đức Chúa Trời sai phái thì người đó, chính người đó sẽ làm thực hiện được người đó. Đó là cái điều của Đức Chúa Trời. So, bây giờ cái điểm thứ nhất chúng ta để bước qua cái điểm thứ nhì để rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba, khi chúng ta nương cậy lẫn nhau, nương cậy những người mà cùng chứ như nào. Bây giờ tôi hỏi chúng ta nương cậy ai nè? Tiếng Chúa thì mình nương cậy ai? Mình nương cậy Đức Thánh Linh phải không? Nhưng mà Đức Thánh Linh dùng ai? Dùng con người. Đức Thánh Linh dùng con người, chứ không phải Đức Thánh Linh tự động Chúa nói rồi trên trời trên mây hay là nói gì đó. Chúa Thánh Linh dùng con người, mà Chúa dùng ai? Chúa dùng những người nào được sự mạnh mẽ trong Chúa. Bây giờ cái định nghĩa này rất khó nha. Bây giờ nhìn chung quanh hội thánh mình, ai mạnh nhất vậy? Ai mạnh mẽ trong đức tin? Chưa chắc à. Nó giống như con người chúng ta theo Chúa giống như stock market vậy đó, giống như thị trường chứng khoán vậy đó. Có khi lên, có khi xuống. Mà có nhiều xuống hoài nóng lên. Phải không? Chúng ta giống như thị trường chứng khoán vậy đó. Thành ra khi mà chúng ta biết lên hay xuống á, làm sao chúng ta biết được? Bởi vì khi chúng ta nương cậy ai đó mà người đó nói những việc mà giống như thiên liêng lắm, nhưng mà mình lại hố vào cái lún sâu của họ. Tại vì họ đang kéo chúng ta, họ đang kêu chúng ta đem theo một cái phe phái của họ sao? Tại đó là tiếng Chúa mà, phải không? Phe phái đó. Đây là những cái việc mà chúng ta phải rõ để chúng ta không bị rơi vào những cái tình huống đó. So, đầu tiên chúng ta thấy, thứ nhất qua lãnh đạo thuộc linh. Hãy nhớ, những người dắt dẫn mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Chúng ta thấy chuyện gì đó không? Hãy xem gì? Xem xét gì? Kết quả. Nghe rõ nha. Chúng ta ai mới đầu tiên hồ hởi lắm, nhưng mà từ từ để xem kết quả. Đừng hồ hởi ai đó thiên liêng, họ nói hay, nói giỏi, họ có thể họ có bằng cấp hay những cái gì đó đó. Chưa đâu, nhìn kết quả. Tại vì khi mà chúng ta biết ai nói tiên tri chúng ta đó,
hãy nhìn kết quả đời sống của họ. Họ nói tiên tri á, nhiều người họ sao? Có chừng đó. Có những người làm những việc đó là một cái nghề. Tôi cũng đi nhiều nơi rồi. Họ đến họ giảng tiên tri rồi, cuối cùng cái mục đích để bán sách thôi à. Tại vì họ nói phần nửa thôi, còn phần nửa kia để tôi bán sách, chứ tôi nói hết là không ai bán sách, đúng không? Hay là hôm nay tôi không đã kết ai nghe nhưng mà, hay là có những lúc họ để quảng cáo chính mình họ. Thường thường họ nâng họ lên, quảng cáo về họ nhiều hơn. Giống như hồi bữa thứ bảy tôi cũng quảng cáo hôn nhân tôi vậy đó. Thường thường mình, đôi khi mình vô tình mình nói về mình nhiều quá, rồi sao? Để nâng mình lên. Thì có những lúc chúng ta sẽ gì? Sẽ nhìn cái kết quả đó, thì chúng ta sẽ thấy được. So, đầu tiên, tiếng Chúa sẽ qua lãnh đạo của mình, không hẳn là mục sư, nhưng mà những người dẫn dắt chúng ta. Mà những người dẫn dắt chúng ta mà không, họ sống không có kết quả đó, thì sorry, ngưng người đó dùng, tiến tới cái người có kết quả. Tại vì người sống không có kết quả đó, mình có bị, mình có hậu quả đó. Tại một trong hai thôi. So, điểm thứ nhì, khi mà chúng ta có kết quả bởi vì người lãnh đạo, thứ nhì là ai? Trở lại nè, vợ chồng, spouse, người gần mình. Tiếng Chúa qua người vợ, người chồng của mình. Trong Kinh Thánh nói cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói, vì họ đã thấy sự trong sạch và tinh kính trong đời sống của chị em. Được cảm hóa mà không phải gì? Thường thường cái này nói về bên người vợ phải không? Người vợ thường thường, người đàn ông mệt nhất là nghe nhiều quá phải không? Biết rồi khổ lắm nó mãi phải không? Cứ nhiều đó cái máy giống như cái máy xài vậy đó, cứ lặp đi lặp lại đi lại, không khám quá được người ta. Tại vì mình nói quá riết nó nhừ như cháo vậy đó. Lời của Chúa đó, mình khi mình nói đó là cái hành động của mình, cái đời sống của mình. So, cái tiếng Chúa đó không phải qua tiếng của người vợ nói ra, nhưng mà tiếng Chúa qua cái hành động của người vợ. Hay là người nào mà gần mình nhất, tiếng Chúa qua cái cách cư xử cái người đó. Đó là người vợ này, tôi cũng công bằng, tôi để cho anh chồng luôn để cho chúng ta không cần. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Thì tiếng Chúa qua người chồng sao? Người chồng sao? Không có điều gì để ngăn trở sự cầu nguyện. Người chồng thường thường ít cầu nguyện hơn người vợ. Tôi thấy người đàn ông ít cầu nguyện hơn người đàn bà, phụ nữ. Phải không? Người phụ nữ cầu nguyện nhiều, tại phụ nữ nói nhiều. Như thế này, nó vui thầy. Khi mà người chồng á mà cầu nguyện á, ông cầu nguyện ông tập trung nha. Mấy ông mà cầu nguyện tập trung là không phải chồng nha. Đi lang bang cầu nguyện trên trời dưới đất á là không phải đàn ông á. Phụ nữ đôi khi họ đi lang bang giống như đi chợ vậy, người nữ mà đi chợ đi khắp cái chợ luôn. Người đàn ông vô là lấy cái món hàng đi ra thôi, kêu lấy cái món đó đi ra là món đó là được, kêu món khác nữa. Thì người đàn ông tập trung gì? Cái sự cầu nguyện của họ. Mà khi mà nghe tiếng người phụ nữ cầu nguyện nó lộn xộn sang ngầu, họ không cầu nguyện được. Cho nên có nhiều người là đến hội thánh của từng, họ nói tôi cầu nguyện được. Tại vì mỗi lần cầu nguyện họ nói tiếng lạ, ôm sùm ra đất tôi cầu nguyện được. Rồi không có tập trung được. Phần đông một số người đàn ông đến hội thánh của từng, họ phàn nàn về cầu nguyện tiếng lạ, bởi không cái, họ nói tùm lum quá. Bây giờ làm sao người đàn ông có thể tập trung mình nghe được tiếng Chúa qua người đàn ông? Khi người đàn ông cầu nguyện, không phải ông cầu nguyện để cho thay đổi người khác, nhưng mà ông cầu nguyện là ông chúc phước. Nên nhớ cái người chồng là đầu của gia đình. Cái người chồng, người đàn ông là phải tập chúc phước. Chúng ta phải tập chúc phước.
Bây giờ chú cứ sao? Bây giờ gặp ai rời đầu hết trơn hay sao? Sức dầu. Tôi hôm trước là nhiều người xin dầu lắm để đặt đai đầu người ta. Chúc phước như thế nào? Trước nhất mình có phước không? Có phước mới chúc được người ta. Thành ra đôi khi mình muốn chúc phước người khác, mình phải có phước. Một đời sống mình có phước, không phải phước là tôi nói. Nhiều khi nhiều người cứ hiểu là tiền bạc. Phước không phải là phước là mình có nhiều cái gì. Phước là đời sống mình có bình an với Chúa không? Phước mình giữa mình với Chúa có sự liên kết với nhau không? Phước là giữa mình với gia đình mình có hòa hiệp với nhau không? Tại vì những điều này nó ngăn trở chúng ta. Mỗi người đều thừa hưởng chung với trong gia đình. Và đây là cái tiếng Chúa nói qua người đàn ông. Hồi nãy tôi nói người đàn bà là tiếng Chúa nói qua người phụ nữ, là người đó sống đời sống như thế nào để cảm hóa người chồng mình. Tôi nói đây khuyên một số người còn chồng ở nhà đó. Ok, tôi nói thẳng luôn á, đụng hết nha. Còn chồng ở nhà đó, ráng cảm hóa đi đời sống mình thôi. Ok. Tại đôi khi tôi nhắc, nhưng mà tôi nói để vậy để chi? Đôi khi mình nói mệt quá, nhiều năm nhiều tháng rồi, cỡ nào cũng nghe, cỡ nào cũng chống đối trơn á. Từ từ, cái sự cảm hóa đó, cái thời điểm đó không phải của mình, cái thời gian đó không phải của mình, nhưng mà Chúa đòi hỏi cái sự kiên trì của mình. Cái bản chất của mình phải giữ trọn tình yêu ban đầu. Chúa trách hội thánh Ê-phê-sô làm sao? Chúa trách hội thánh Laodicea làm sao? Còn đã gì? Đánh mất tình yêu ban đầu. Chúng ta giữ lời cái tình yêu ban đầu thì chúng ta mới cảm hóa được người chồng mình. Còn bây giờ chúng ta cứ coi ông đó là ông chồng á, là coi chừng không cảm hóa được. Tình yêu ban đầu phải giữ vẹn cái đó để chúng ta cảm hóa, thì ông sẽ nghe tiếng Chúa. Người vợ, người chồng cũng thế. Người chồng mà tạo vấn đề trong cuộc sống đó, tối ngày cứ lo bên ngoài chuyện quốc gia, tối ngày cứ lo chuyện bầu cử này nọ đó, thì á, coi chuyện bao động đúng không? Thì á, coi chừng á, tiếng Chúa nó không còn nữa. Nó không còn vô gia đình nữa. Chúa không có cảm hóa được trong gia đình mình, bởi vì mình lo chuyện ở ngoài nhiều quá. Tôi có những người cứ hỏi tôi bầu cử ai, bầu cử ai. Trên luật pháp, mục sư, hội thánh không được nghiêng vào đảng nào hết. Ok. Tôi mời những người đó đến đây để Chúa cảm hóa, họ tin Chúa thôi, chứ không phải tôi đi theo chính trị. Ok. Có những người tới đây để gì? Họ theo Chúa. Ok. Tôi không khe ông Democrat hay Republican, ông tới đây. Tới đây ông tin Chúa trước đi. Ok. Nếu mà ai rình chính trị gì đó, tới đây. Okay. Đó là cái sự cảm hóa mà họ sẽ nghe tiếng Chúa. Đó là cái cách mà chúng ta nghe tiếng Chúa. Đó là điểm thứ nhì và điểm thứ ba trong cái phần này, là tiếng Chúa qua phụ huynh. Qua ngày sau, Môi-se ngồi xét xử dân chúng. Họ đứng quan ông từ sáng sớm đến chiều tối, quan sát những gì Môi-se đang làm cho dân chúng. Ông gia Môi-se hỏi: Con đang làm gì cho dân chúng vậy? Tại sao chỉ một mình con ngồi, còn tất cả dân chúng đứng quanh con từ sáng sớm đến chiều tối? Tôi muốn đọc hết câu chuyện này. Tôi biết một số chúng ta đã biết câu chuyện này, nhưng mà tôi muốn đọc cái câu chuyện này một số chúng ta chưa biết. Câu chuyện ông Giê-rô là cha vợ của Môi-se. Chúng ta biết Môi-se là ai đúng không? Môi-se là một người vị lãnh đạo rất là lớn. Even cái người Hồi giáo hay là Phật giáo họ còn kính nể Môi-se. Cho nên chúng ta phải biết về Môi-se. Môi-se là một người được kính nể với sự lãnh đạo của anh. Nhưng mà bắt đầu từ đâu? Một người cha vợ. Ông cha vợ thấy gì? Thấy từ sáng sớm tới chiều tối ai nấy vậy? Con mình à. Lúc đó khoảng bao nhiêu người? Gần 2 triệu người. Gần 2 triệu dân. Ông phải đối diện với 2 triệu dân. Thì tiếng Chúa, họ đến với Môi-se không phải làm gì trơn. Đến với Môi-se hỏi: Ồ, luật pháp này vậy đúng không? Ồ, luật pháp vậy đúng không ông? Luật pháp vậy đúng không? Luật pháp vậy tôi làm gì được không? Rồi chúng ta thấy nhiều luật ra lúc thời Môi-se là vậy. Tại quá nhiều người đặt câu hỏi thì ông không thể handle được. Bây giờ họ muốn nghe tiếng Chúa thì họ phải đi qua Môi-se để ông Môi-se ông nói gì để nghe được tiếng Chúa. Mà bây giờ ông Giê-rô nói thấy tội con rể tôi quá. Cho nên câu tới. Môi-se thưa: Dân chúng đến với con để tìm cầu ý muốn Đức Chúa Trời. Mỗi khi có vấn đề gì thì họ đến với con, và con xét xử giữa người này với kẻ kia, và cho họ biết những mệnh lệnh và luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên đó, muốn biết gì á, tìm cầu cái Chúa, cứ ký ông Môi-se.
Bây giờ hội thánh còn nhỏ quý vị kiếm tôi được, mà muốn hội thánh lớn nữa mà quý vị kiếm tôi thôi, tôi thức sáng đêm luôn á. Cho nên phải kiếm những người đó. Đây là cái bước tới mà Chúa muốn nói chuyện qua thẳng một số lãnh đạo đây. Chúng ta bắt đầu. Ông già Môi-se nói: "Con làm như thế không tiện đâu. Cả con và những người dân đến với con chắc chắn sẽ bị đuối sức vì việc đó quá nặng nề đối với con. Một mình con không sao làm nổi. Bây giờ cha có lời khuyên con, hãy nghe lời cha. Cầu xin Đức Giê-hô-va và ở với con. Con phải là người đại diện cho dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời và trình dâng mọi vấn đề của họ lên Đức Chúa Trời." Tiếng Chúa sao? Tiếng Chúa không cho tôi đuối. Tiếng Chúa không cho môi xe đuối. Chúng ta là lãnh đạo trong gia đình, tiếng Chúa không cho chúng ta đuối. Tại chúng ta đuối chúng ta sẽ quạo. Đôi khi đuối lắm, mặt quần hết. Chúng ta đôi khi chúng ta phải biết phải đi như thế nào. Đây là cái bước quan trọng nè. Hãy nghe lời cha vợ. Thường thường tôi không biết sao mà cha vợ có quyền dữ. Mà ông Giê-trô này không phải là người mà giống như từ Đức Chúa Trời đâu. Ông cha vợ này người gì? Người gì? Ông gốc gì? Này chắc để nhóm tới vào ấy ha. À hả? Đố nha, tôi cho câu trả lời trong nhóm tế bào nhớ hỏi ha. Ông Giê-trô này á là ông gốc gì? Ông người gì? Ông có dính líu gì trong Do Thái không? Đó là câu trả lời nhóm thứ hai, thứ năm, thứ ba vậy á. Trả lời nha. Ok, tôi cho câu trả lời quý vị không nhớ đâu. Rồi, đọc tiếp. Hãy dạy họ các mệnh lệnh và luật pháp, chỉ cho họ biết con đường họ phải đi và công việc họ phải làm. Hơn nữa, hãy chọn trong dân chúng những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét lợi bất chính, và lập họ đứng đầu để cai quản hàng nghìn người, hàng trăm người, hàng 50 người hoặc 10 người. Đây là cái bước mà rất là khó để chọn. Tại vì thật sự nhìn chung quanh á, kiếm người tài năng mà kính sợ Đức Chúa Trời. Nhiều người có tài mà không kính sợ Đức Chúa Trời. Người kính sợ Đức Chúa Trời không có tài năng. Rất là khó, rất là khó. Trong dân sự rất là khó. Mà bây giờ sao nè? Người chân thật ghét bất lợi chính. Đây là người sẽ lãnh đạo. Mà đây là người sẽ nghe tiếng Chúa. Tại người không có tài, không kính sợ Đức Chúa Trời, người không chân thật, người thích bất lợi chính, thì người đó sẽ không nghe được tiếng Đức Chúa Trời. Người không nghe được Đức Chúa Trời thì người ta tới hỏi thì người đó làm gì? Không biết. Cảm ơn, nói không biết là tốt. Còn nhiều người không biết mà lại nói. Nói vậy, đúng vậy. Cho nên đây là cái vấn đề mà Môi-se phải đối diện. Mà Môi-se ổng ước ao nhiều người sẽ nghe được tiếng Chúa. Và khi mà muốn nghe được tiếng Chúa thì những người này phải là vậy. So, tôi không trách ai nha. Quý vị đừng cảm thấy nó một sư nói ra nói tôi. Đúng quý vị, tôi nói hết tất cả mọi người đó. Ok. Nhưng mà coi xem là gom lại hết những điều này để chúng ta thấy. Những người lãnh đạo đó, họ thứ nhất, họ có phục tùng lãnh đạo của lãnh đạo không? Tại cái người phục tùng lãnh đạo của lãnh đạo thì người đó mới lãnh đạo. Và cái người đó ở trong gia đình họ có cảm hóa vợ với chồng trong gia đình không? Rồi mới đến người đó được sự dạy dỗ của những người không hẳn trong gia đình. Thường thường in-law nó thường thường nó khác ngoài. Tiếng Mỹ gọi là outlaw. Không có trong gia đình là chúng ta không có nể nhau. Hai bên gia đình thường thường kình với nhau lắm. Bên đây bên kia suya, thông gia chứ không phải suya. Thông gia với nhau thường thường kình với nhau. Nhưng mà tại sao ông Môi-se đến phải nghe lời ông Giê-trô? Đây là những cái bước mà chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa. Vì khi họ nghe tiếng Chúa thì họ nhìn thấy rõ được ý chỉ của Chúa. So, tóm tắt lời, chúng ta làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa rõ ràng? Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi. Để bất cứ điều gì các con nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các con. Trước nhất thì Chúa chọn chúng ta chứ không phải chúng ta chọn Chúa. Giống như tôi chọn đạo tin lành không, nó chúng mình chọn đâu. Chúa chọn chúng ta từ buổi sáng thế. Nếu mà Chúa không chọn chúng ta thì Chúa đâu có tạo chúng ta ra chị. Chúa nhét trở lại rồi phải không?
Chúa đã chọn tất cả chúng ta. Nhưng mà cái đời sống chúng ta có kết quả thì chúng ta trước nhất chúng ta phải sao? Trước nhất ông ngược lại nha. Hai trục trặc quy thực. Chúa chọn chúng ta thì chúng ta trở lại, chúng ta có củng cố đức tin không? Lý do nhiều người hỏi bây giờ đức tin tôi cứ vậy 10 năm trước với 10 năm sau nó giống nhau. Tại vì chúng ta chưa thử Chúa, chưa có bước, dám bước. Tin thì có tin á, đi nhà thờ thì có đi á, nhưng mà đức tin mình không dám bước. Và khi chúng ta đã có đức tin đó, chúng ta phải xác nhận qua những người bạn hữu, những người chung quanh mình á, sống thấy mình á, đụng chuyện rồi biết những người chung quanh mình thấy mình sao. Mình phải hiểu về điều đó. Và thấy là bước thứ ba nè, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau trong Đấng Christ. Chúng ta thường thường mình không có lệ thuộc lẫn nhau. Thường thường chúng ta là one man band nhiều lắm. Chúng ta sống đời sống cô lập nhiều lắm. Tại vì chúng ta mặc cảm. Cuộc sống dễ mặc cảm. Thất bại những gì trong cuộc sống chúng ta dễ bị mặc cảm. Thì khi chúng ta mặc cảm thì chúng ta không có lệ thuộc với ai. Nếu như vậy thì phải bước qua cái điểm thứ nhì, chúng ta tập nương cậy như thế nào. Chúng ta nương cậy người đầu tiên là người lãnh đạo thuộc linh của mình. Ai là lãnh đạo thuộc linh của chúng ta? Tôi biết quý vị thiêng liêng đó, Đức Thánh Linh. Chúa dùng con người. Chúa dùng con người. Nên hiểu rõ cái này. Chúng ta mà không biết người lãnh đạo mình là ai á, thì phải đặt câu hỏi Chúa đang củng cố đức tin mình chưa. Tại đức tin của mình á, tôi bước đầu tiên mà sự kêu gọi của tôi á, người đó không phải là Ngũ Tuần. Người lãnh đạo thuộc linh tôi không phải là Ngũ Tuần. Không có nói tiếng lạ hết trơn á. Một người đó bình thường thôi. Mà người đó bất toàn nữa. Người đó không hoàn hảo nữa. Chúng ta, tôi một người lãnh đạo thuộc linh tôi là một người bất toàn, không hoàn hảo. Mà đời sống chưa chắc hoàn hảo. Những cái việc mà ông giảng chưa chắc đúng Kinh Thánh hết. Nhưng mà có một điều gì đó mà Chúa sử dụng ông trong cái khoảng khắc cuộc đời của tôi. Và chúng ta vậy, có những lúc trong cuộc đời mình, có những khoảng khắc thời gian cuộc đời mình á, mà Chúa dùng một người lãnh đạo nào đó để hướng dẫn chúng ta trong thuộc linh. Thì khi điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả của người đó. Và trong cái kết quả của người đó mình sẽ bắt chước với nhau. Bây giờ trên đầu chúng ta suy nghĩ nha. Ai là người mà chúng ta thấy cái kết quả đời sống mà chúng ta bắt chước được? Không hẳn là mục sư nha. Tôi nói tất cả mọi người. Chúng ta thấy trong lòng mình, trong tâm trí mình, bây giờ ai là người mà sống có kết quả? Hãy bắt chước người đó đi. Hả? Giê-xu xa quá, Chúa Giê-xu xa quá. Có người thôi. Cứ nói trong đầu thôi, chúng ta còn nói lớn tại mỗi người khác nhau. Chúng ta mỗi người khác nhau. Chúng ta phải nhìn trong đó là cái đời sống người đó kết quả. Thì chúng ta mới bắt đầu được qua cái điều đó xảy ra. Và khi chuyện đó xảy ra thì chúng ta mới thấy nè, bước nữa là qua vợ chồng. Tiếng Chúa sẽ qua vợ, người chồng sẽ nghe tiếng của vợ và người vợ nghe tiếng của chồng. Chúa có nói qua cái người chồng không tin Chúa hay người vợ không tin Chúa không? Những lọc bài trước tôi có kể rồi. Có. Chúa dùng bất cứ ai. Bởi vì cái quan trọng là cái người nhận chứ không phải người nói. Quan trọng là người nhận chứ không phải người nói. Chúng ta nghe rõ không? Tôi giảng, có đôi khi tôi không quan trọng. Có đôi khi cái lời nói tôi cảm thấy hối gì nó bình thường thôi. Nhưng mà đôi khi cái lời nói, cái người nhận đó, rất là quan trọng. Thành ra Chúa dùng bất cứ người nào. Đừng nghĩ, ồ vợ tôi không tin Chúa, tôi không bao giờ nghe. Người vợ tôi, hay chồng tôi tin Chúa, tôi không bao giờ nghe cái người đó. Không, tôi hoàn toàn sai. Chúng ta nên nhớ tiếng Chúa có thể dùng bất cứ hoàn cảnh nào để chúng ta có thể nghe được tiếng của Ngài và bước tới cái cuối cùng là gì? Những người phụ huynh người. Có nghĩa là những bậc cao hơn mình, họ có những cách dạy dỗ, advice mình. Đó đôi khi là tiếng Chúa để confirm mình. So, tất cả những việc này để chúng ta xác định được tiếng Chúa để rõ ràng hơn ha. Thứ nhất, chúng ta không xuống dùng. Cái nữa, one more. Đây, xác định rõ. Thứ nhất, người đó tin Chúa hay người ngoại hay bất cứ người nào, tiếng Chúa, lời đó có đồng phù hợp với
thánh kinh không? Tại người không tin Chúa, họ có nói gì nói, nhưng mà có những lúc Chúa dùng môi miệng đó để nó phù hợp trong kinh thánh mà mình thấy được cái điểm nó xảy ra. Và điểm thứ nhì, được xác nhận thông qua các trường hợp khác nhau, có nghĩa là những cái hoàn cảnh khác nhau. Những hoàn cảnh đó, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau. Và bước thứ ba, lời đó, tiếng Chúa có đem sự bình an cho mình không? Hả? Bình an. Và cuối cùng, xác nhận đó qua các con cái Chúa là những người tin. Tại vì trước nhất Chúa dùng có thể dừng những người chưa tin Chúa, điều này điều kia nọ, nhưng mà cuối cùng Chúa dùng cái người con cái Chúa ở trong dòng thân thể của Đấng Christ để lệ thuộc với nhau. Tại Chúa muốn chúng ta kết hiệp với nhau trong tình yêu của Ngài. Người trong Chúa họ có tình yêu khác với người không có Chúa. Tôi nói đây không phải là chúng ta phân biệt, nhưng mà người có Chúa đó, tình yêu agape càng ngày nó càng gia tăng lên. Người không có Chúa là tình yêu trao đổi. Chúng ta có sự trao đổi, mình làm tốt người đó thì người đó làm tốt lại cho mình. Đó là sự trao đổi. Nhưng mà người mà con cái Chúa thật sự, tình yêu agape á, là không có sự trao đổi nữa. Thì họ sẽ dùng mọi hoàn cảnh xảy ra trên cuộc sống á, để họ giúp chúng ta nâng đỡ, củng cố đức tin chúng ta mạnh lên. Số tập tành cái loạt bài này, chúng ta nghe được tiếng Chúa không? Bốn điểm này, đó là điểm chính. Chúng ta có thể quên nguyên cái loạt bài thôi, nhưng mà tôi hy vọng là quý vị không quên nguyên cái loạt bài về nghe tiếng Chúa. Nhưng mà đây là bốn điểm chính mà chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa. Đừng nhìn những cái ảo tưởng. Nhiều người nói là tôi bây giờ tôi sẽ đọc Thi Thiên và tôi ra ngoài trời tôi ngắm, thì hy vọng Chúa phán cho tôi điều đó, rồi về nhà sao nó ngược dưới nhà nhà sao nó ngược hết trơn dưới, nó lộn xộn hết trơn. Đó không phải tiếng Chúa quý vị. Cái đó mình đang lên mây. Đúng rồi. Khi mà chúng ta còn trong thân xác này á, chúng ta phải cậy trong thân xác này và cậy trên thuộc linh, cả hai. So, một chữ duy nhất nhớ nha, một chữ duy nhất. Nghe rõ chưa? Tiếng Chúa rõ chưa? Không phải tiếng mục sư nha. Tiếng Chúa rõ chưa? Tập tành tuần này bắt đầu chúng ta nghe tiếng Chúa. Về tập nói chuyện với người phó ngẫu mình, tập nói chuyện với những người chung quanh mình, tập nói chuyện với những người trong thân thể, trong hội thánh, thì mình để ý những cái lời nói của họ đó, hay những cái hành động mình thấy đó, đôi khi đó là tiếng Chúa đó. Và khi tiếng Chúa xảy ra đó, thì chúng ta ngăn ngừa được những cái chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống. Đây tôi không muốn quý vị trở thành giống như mình có bối nha, muốn biết được tương lai. Nhưng mà có những việc nó sẽ xảy ra trên cuộc sống mà Chúa có thể ngăn ngừa được. Chúa ngăn cái việc xảy ra disaster trong cuộc sống mình. Chúa dùng đó nha. Cho nên nghe, hãy nghe, thì chúng ta có thể ngừa được những cái chuyện mà không may trong cuộc sống mình. Hãy ca ngợi Chúa.